Ái hậu, Ái hậu, Ái hậu bớt chưa? Trời ơi, hậu thấy trong mình sao? Ôi, bé hả ơi. Ôi, chắc thần thiết chết quá à, bé hả ơi. Ý, đừng nói bậy, đừng nói bậy. Có trẫm bẹt mang năng gần bên Ái hậu đấy mà. Ôi trời, ôi trời bé hả ơi. Chắc thiếp si lắc leo chứ không còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước thiếp đây làm nên tội gì. Ôi nó nhức nhối trong buồn gan đau buốt. Ai nó sẽ mát trong lòng tôi. Đi khắp các chợ vườn chuối, chợ An Đông, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Bến Thành, vô mấy hàng thịt kiếm mua cho bằng được trái tim của chính lỗ, đem vào bếp hoàng cung pha lâu rô ti xịt chút tàu dị yếu, ướp hành ướp xả để trị bệnh ho gà cho tô nướng hoàng hảo. Xin tấn mãn quan các người hãy đình bộ tôi thánh thượng tìm chính lỗ là ở trong người trường sanh giáng tuổi. Trong trào ca có người hưởng thọ rất à chị. Ai ai thọ chị? Trường sanh bất tử chính là tỷ càng hoàng thúc à. Hả? Hoàng thúc tỷ càng? Dạ. Trời ơi, tim của chúa vua mà ai dám động tôi. Thôi, tôi để tôi chết cho rồi đi. Con vú giận vú giận, chậm có nói gì đâu mà ái khanh tuổi thận. Vua hồn bí động, biểu xuất vừa lái xe tới xóm Sáu Lèo, đưa chiếu chỉ bảo vào chầu lập tức. Quỷ nó xi không đi. Mời hoàng thúc cung nghinh kim chỉ. Ủa thánh chỉ. Lão phu đà vũ hụt, nhờ hai vị cầm rành tuyên đọc cho lão nghe. Dạ chân, tôi xin đọc. Lắng nghe, lắng nghe. Đây tin tức khí tượng cho tàu chạy gian biển rằng ta vua trụ xếp sầm dương quốc, sanh đúng ngày cách tóc nô vâm. Số kiểm tra 0735, thu dê cấp ngày rằm tháng 9. Nay bà xã ho gà bất định, thầy cầu bông nói bệnh nan y. Muốn mạng căng khỏi ra cái mà nhỉ tầy, phải theo sách thần y cái mà thứ giữa. Tìm chính lỗ tìm đâu có được, chỉ hoàng thúc đó là bậc trung cao. Tẩm phán tuyền khanh tới cung vàng, tim khanh phải sẵn sàng dưng nạp. Dưng nạp cái mà dưng nạp. Xin tuân mạng. Ô rù hoa hoàng thúc. Thôi đầu linh lung tâm nhân nạp cho tao nương.
sứ thầy tử thành bất tử bất trung sao? Thưa tôn tâm, vua bảo chết bầy tôi phải chết, là khi nào vua ngon lành và điệu với bầy tôi kìa mới phải đơi đầu bay mạng chứ. Má con nói phải đó bà. Bà nghĩ coi đây là gì, con hồ ly tinh nó ba đây hại người trung liệt, sao bà chẳng nghĩ gì mà lại vẫn cứ chịu chơi? Là thân tôi con phải hiến mình cho quốc sự, còn quy tử tam sanh thì thua mấy đứa lưu manh. Nếu được chết thì tổ quốc mới vinh quang, chết thì con đắc kế đắng loạn là cái chết vô gian. Nhưng lão đây phải hồi chào bái mạng, nói ba đều bốn chuyện với nhà vua rồi lão sẽ rờ tu. Con khuyên cha cứ ở nhà và cứ nhậu lai rai, con đi xem có sự thế nào về báo lại cha hay. Không được, nếu mà con đi trễ giờ chúa thường giận ác nguy, con sẽ tới lâm đất ta và đồ hết ra đi cho thật lẹ. Miễn cho trọn đạo mới đành bụng tha tới. Giỏi cho tỷ can hoàng thuốc chữa, đã hai phen cẩm ngõ lời thông cảm, mà canh cũng chẳng dâng tim. Nể cháu vua nên cẩm vẫn còn e cho cái mẫn mà xài sẽ cẩm đang nhau cu ve ba tháng à. Lão có tội chi chứ? Bệ hạ ơi, gì có đó? Thuốc chưa bệ hạ? Có rồi, có rồi, sắp có giờ. Thế nào hoàng thúc, có chịu đưa hay không? Vũ Hồ, dạ. Đem lão già lì lợm qua lò heo thảo quyết. Tôi có khách nào mà có sủa vậy bây? Dạ muôn tâu bệ hạ. Dạ có hẹt kim hoàng phi hổ, dạ xin nhập điện rằm, còn ngồi ngoài xa lông nghe chờ lệnh. Đắc co cho vào. Kinh bái thiên nhan, chào tỷ can tể tướng. Thần là hẹt kim hoàng phi hổ ứng hầu. Rua hẹt kim, có chuyện gì mà khanh vào chầu sanh tử vậy? Dạ muôn tâu thần xin hỏi. Cơ sao bệ hạ thật quyết lấy tim hùng hoàng để cho vợ uống chữa bệnh ho gà? Thần nghe mà ưa gan, mới vô cung vàng để giang can điều ứng hoàng. Nên đi hạ kim nào biết cái thỉ khô cốc gì, vào đây mà giang dơi càng cái móc gì. Về lo mà ngủ đi, ở đây quấy rầy đâm đổ lìa sư trụ gì. Bệ hạ ơi, cái ông đó, ông làm cái gì mà hung dữ quá vậy? Làm thiếu sợ một tắc thở nè bệ hạ. Thấy không, hẹ kim hoàng phi hổ, mi làm cho cụ cưng của tẩm sợ muốn tắc thở nè, thấy không? Đi đi, sao còn đứng đó? Hẹ kim, nếu còn cứng cổ gan lì, ta sẽ xin mi tí quyết. Ngọt nhào vô. Thôi bỏ qua đi tám. Xin thánh chúa cho nên lấy lẹ, cảm ơn ngạch xin che chở thân rồi. Đạo thần tử phải còn bầy tôi, vô quan ứng giam đâu nhiều lời. Nhân tên thánh hoàng mê mũi tàn bạo, vì chồn cai giết hai người ngay. Thôi đừng nhiều tiếng, nhân cai sự
giờ đâu? Quý miên, giờ ta lên hết. Kha kha kha. Vậy thằng nào dám chịu chơi? Ta vô mình ta thương ta quay. Thôi thôi đừng nóng bá Hoàng Phi Hổ bạn ơi. Cứ để mặt tôi. Kìa, sao bệ hạ làm kinh vậy? Trời ơi, thiệt là nhục nhã cho một vị vua mà. Người ta mang vợ mình là chồng cái yêu tinh mà đứng nhìn chẳng bình. Thiệt lấy ông uống phí cả một đời. Vua mà nhát hèn hơn có đế. Để bày tôi xài xế nhục nhã thế này, sao chẳng chém bất mơ đi. Thôi, chứ là sao con chồng cái ba tu. Hải liệu hồn ta bắt nấu là gù. Chà chà quả hẹt kim coi tấm chẳng ra gì quân. Hãy chặt đầu đem xác nó bỏ công si. Đừng nói mau du công căn người bệ kinh hoàng phi hổ. Hà để lão phu mẫu bụng dân thêm cho con đất kỹ vui lòng. Từ thở bồ trai cho đến nay côi già mỏi lưng trồng. Trọn đời gánh vác non sông tỷ can này một lòng trung nghĩa đắc kỷ. Tim đây mi cứ nhắm xa để cho giúp bệnh ho gà của mi. Ôi còn khi cơ nghiệp từ đây lão phu nhắm mắt nghe bút bay thánh hoàng. Hoàng thúc mổ bụng chết rồi ta. Trái tim mập quá hả? Cứ để thần thiếp ăn sống cho nó mau thấm nha bệ hạ. Được được, ăn sống hay luộc gì đó tùy ý, miễn dứt bệnh đặng vui với trẫm. Chà chà, bởi quân ba xạo chớ cho nên kiêu ngạo. Nói nghe hùng bạo là sẽ dứt quân vô đạo. Hỏi hùng hùng mày sẽ nát xương. Còn lâu, bớt tên trụ dương mê cáo và con trồn đèn khát máu kia. Trước khi ta bỏ nhà trụ qua đầu nhà Châu, ta nhất định xin con trồn này một tí huyết. Ta kỹ xem đây. Cái gì đó, cái gì đó? Trời đất ơi, hẹt kim, mày dám dùng cái ngón cẩu sực xí quách mà cắn vợ ta, còn vị sắc đẹp của người yêu đẫm trời. Sayonara.